Lung Nguyệt thật là ngoan, nhưng mà thì nương nương của con càng đắc sủng, càng có người muốn hại cô ấy. Cho nên Lung Nguyệt à, phải hứa với Ngạch Nương một chuyện, sau này dù bất cứ lúc nào con cũng phải bảo vệ Hy nương nương. Long thai này có giữ được hay không là do hoàng hậu, không phải do thần thiếp. Cung là chủ lục cung, sao phải phát lời thề với ngươi? Ngươi buông tay. Người làm bao nhiêu chuyện sai trái với lương tâm, trong lòng người phải rõ nhất chứ. Lung Nguyệt à, con khóc cái gì vậy hả? Con à, con không nhìn thấy chuyện gì hết. Con không nhìn thấy chuyện gì hết. Con nói cho Hoàng Gạch Nương biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, nói cho Hoàng Gạch Nương nghe đi. Hoàng Gạch Nương đã đẩy Hy nương nương. Người đã đẩy Hy nương nương. Người đó là không?